kinh, tôi chọn một viên kinh tê, mua vé và mua vé để kiểm tra. Tất cả được sắp xếp là đầu tiên của nhân viên phục vụ trên xe. Đổi chỗ dòng 3 cho dòng 4 rồi, phải để ý vào, đúng không? Hiểu chưa? Every day I wake up, I'm just trying to feel my feet, trying to feel anything. Vì là thực ra thì cái nội dung của cái học phần này nó khá dài, và nếu như mà chúng ta cứ làm gián đoạn cái... Thank you.
Hello, leader.
So we also have to find out the difference between management and leadership.